Mua iPhone về cho mẹ. Hoa đào hoa mai thắm hương sưng, xanh đỏ tím vàng, trời ơi nó nhộn nhịp gì đâu luôn á trời. Nôn nao về quê ăn Tết quá đi à. Nhưng mà trước khi về quê mình phải sắm sửa về quê mới được. Không biết mẹ mấy bạn sao chứ mẹ mình mua cái gì về cũng không chịu xài hết trơn á. Nhiều khi tôi cũng khổ tâm lắm mấy bà ơi. Tao nói hả, mấy bà kia nói tôi là ăn diện cho cố mà sao không lo cho mẹ gì hết trơn. Mấy bà đâu có biết tôi lo cho mẹ tôi, nhưng mà mẹ tôi đâu có chịu gì. Sau khi mua cái túi xong tôi thấy cái túi nó trống quá, tôi quyết định mua cho mẹ tôi cái iPhone 13 màu hồng. Hôm bữa tôi thích màu hồng nhưng mà tôi không có mua được, tôi mua màu trắng. Hôm nay tôi mua cho mẹ tôi. Sáng hôm sau tôi lật đật tôi đi mua hoa cúc mẫu đơn liền, tại dưới quê tôi không có cái loại hoa này nên tôi mua về tôi cắm cho nó lạ cho nó đẹp. Với tâm trạng của đứa con xa quê, lần nào về quê tôi cũng mua thùng thùng đóng đóng như vậy. Mấy bà ơi đâu có mua bao nhiêu đâu, mua cái nhiêu đây à. Hành trang chuẩn bị trên vai, bây giờ mình thắng tiến mình về quê trên chiếc xe đạp điện này. Nói dẫn vậy thôi, mọi người nhớ chiếc xe điện nào không, vừa dịch nó xe mình đâu có đề được, mình ngựa mua chiếc xe này chạy đúng một lần duy nhất. Rồi bây giờ mình cho em nó về quê luôn, tại để đây cũng đâu có chạy đâu. Trên đường đi mình trước tiên mình ghé cái chỗ này để mình đón con của chị mình. Trời, chị mình nhờ đón giùm đó mọi người, mặt thấy cưng ghê chưa. Dì đón con về giùm chứ con đừng giống tính gì nha con. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Rồi rồi, năn nỉ dữ lắm mới chịu khui hộp nè. Trời ơi là trời đó, thấy sành điệu ghê chưa. Thực ra trước đó hả là nặng nặc không chịu xài nha mọi người. Trời ơi là trời, tôi nói dữ lắm luôn á mới chịu mở hộp ra đó. Tại vì á mẹ tôi nói hả, trời ơi điện thoại đang xài được mua làm cái gì. Thực ra là cũng khóa dữ lắm nhưng mà tiếc tiền của tôi á nên mẹ tôi la la vậy đó. Chứ mà thử mai mà ra chợ một cái tao nói hả là khoe mấy bà ở ngoài chợ hả, tao nói tới công chuyện luôn. Một năm đi làm xa nhà chỉ mong đến ngày Tết á để về với mẹ thôi là vui rồi.